Thông điệp xanh, hành động xanh. 1. Tiết kiệm năng lượng, tắt đèn khi rời phòng, sử dụng bóng đèn LED và tận dụng ánh sáng tự nhiên. 2. Sử dụng năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió. 3. Sử dụng phương tiện giao thông xanh, xe đạp, đi bộ hoặc phương tiện giao thông công cộng. 4. Giảm lượng rác thải, sử dụng túi và sản phẩm tái chế, tránh sử dụng sản phẩm nhựa. 5. Tiết kiệm nước, đóng vòi nước khi không sử dụng, sử dụng máy rửa chén và máy giặt khi có đủ lượng đồ để giúp tiết kiệm nước. 6. Ưu tiên mua sản phẩm hữu cơ và từ các nguồn nông nghiệp bền vững để giúp giảm việc sử dụng hóa chất độc hại. 7. Tham gia các hoạt động tình nguyện như làm sạch bãi biển, trồng cây hoặc tham gia vào các dự án bảo tồn môi trường. 8. Chia sẻ kiến thức của bạn với mọi người khác về cách giữ gìn vệ sinh môi trường.